Ngáy thì chưa chắc có ngưng thở, nhưng mà có ngưng thở thì phải có ngáy trước. Giống như là ngưng thở là nặng hơn của ngáy. Và cơ thể mình cứ đêm nào cũng bị thiếu oxy, nó sẽ gây ra nhiều biến chứng. Ví dụ như là có thể làm tăng đường huyết, gây ra bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, rồi gây ra rồi một số cái bệnh ví dụ như là mau quên, Alzheimer, rồi có thể là bệnh tim mạch, có thể đột quỵ, và có số trường hợp đột tử luôn. Mỡ nó không chỉ tràn ra bên ngoài mà nó ép vào cái đường thở bên trong, nó làm cho cái đường thở mình đang ở mức này thì mập, nó làm cho đường thở nó hẹp lại. Giờ ai mập cũng gáy luôn. Cho nên những người mập là có nguy cơ rất là cao là bị cái chứng ngừng thở khi ngủ này, đặc biệt là mập cái cổ. Mập bụng thì có, mà cái cổ không mập thì cũng chưa chắc, nhưng mà mập cái cổ thì đa phần là làm hẹp đường thở bên trong. Dạ rồi. Chào mừng khán giả đến với chương trình Y tế Đột Phá, phát sóng vào lúc 18 giờ trên kênh YouTube của MCV Media và phát sóng trên kênh YouTube UMC của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và đến với chương trình Y tế Đột Phá ngày hôm nay, chúng ta sẽ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Như Vinh, trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào MC Như Thảo, xin kính chào quý khán giả đang xem chương trình. Tôi là Bác sĩ Nguyễn Như Vinh, hiện là trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Đang phụ trách cái phòng khám hen CBD và liên quan tới vấn đề ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ. Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Như Vinh, trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách trung tâm bác sĩ gia đình Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch Liên chi hội bác sĩ gia đình Thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch chi hội ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ Việt Nam. Bác ơi, thật sự thì khi mà nghe ngưng thở khi ngủ em tưởng là ngưng luôn á, nhưng mà mình chỉ ngưng chút thôi phải không bác? Ngưng gián đoạn. Con người của chúng ta ngưng bao nhiêu lâu thì nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng ạ? Cũng có một số trường hợp bệnh nhân ngưng có thể hơn một phút vẫn thở lại được. Và cái mức độ ngưng thở khi ngủ này được tính bằng số lần ngưng thở trong một tiếng đồng hồ. Nếu mà một tiếng đồng hồ ngưng từ 30 lần trở lên thì gọi là nặng. 16 tới 30 là trung bình, từ 5 tới 15 là nhẹ, và dưới 5 lần ngưng thở trong một tiếng đồng hồ thì coi như bình thường. Và bác Vinh ơi, bác đã làm trong cái hô hấp của bệnh viện Đại học Y Dược được bao lâu rồi, hay là từ khi ra trường 24 năm, là đã có 24 năm kinh nghiệm trong cái khoa chuyên về hô hấp này. Thì cái bệnh này có bệnh phải là bệnh kiểu ai cũng mắc phải không bác? Không, một số ít người thôi. Những người ngáy thì mới mắc được thôi, còn người không ngáy là không sao ạ? Đúng rồi. Vậy hả? Có nghĩa là khi mà ngáy thì sẽ rất là dễ ngưng thở hả bác? Ngáy thì chưa chắc có ngưng thở, nhưng mà có ngưng thở thì phải có ngáy trước. Giống như là ngưng thở là nặng hơn của ngáy. Tại vì khi mà chúng ta ngủ á, thì cái đường thở của mình nó hơi hẹp lại so với khi chúng ta thức. Có nhiều lý do lắm, mà cái vùng hầu họng nè, cái cơ nó gọi là nó hơi nhão, nó làm cho xẹp đường thở. Hoặc là cái lưỡi nó tuột ra phía sau, nó cũng đè vào đường thở. Và khi nó đè một phần á, thì nó gây ra tiếng ngáy. Và nếu mà nó đè nặng hơn nữa, ví dụ như từ 90% trở lên thì nó gây ra hiện tượng ngưng thở. Vì vậy trước khi nó ngừng thở thì nó giai đoạn đầu nó hơi xẹp thì nó ra tiếng ngáy. Khi mà đợt không khí nó đi vào đi ra cái đường thở của mình mà đi ngang qua một cái đoạn ống mà nó bị hẹp á, thì nó phát ra tiếng kêu đó là ngáy. Có nghĩa là những cái người mà họ ngáy khi ngủ á, là do cái ống này của họ hẹp lại đúng khi rồi. Ngủ hoặc là do cái lưỡi của họ bị được ép vào quá, nó tạo thành một cái chỗ rất là hẹp chỗ để tạo tiếng. Rồi và khi mà không khí đi qua chỗ hẹp đó nó rung thì gây ra tiếng ngáy. Có người rất to. Đúng rồi, và nếu mà nó hẹp hơn nữa thì bắt đầu nó hết đi qua được thì nó ngưng chút xíu rồi nó mở ra để cho mình thở tiếp. Tất cả mọi người khi ngủ thì cái này đều hẹp lại hả bác? Thường là vậy, nhưng mà có một số người cái đường ống nó đã không có hẹp lắm thì khi mình ngủ nó hẹp xuống một chút thì nó vẫn bình thường, nó không tạo ra tiếng ngáy. Nếu là đường ống thở của mình bình thường thì khi ngủ mình chỉ hẹp chút xíu thôi. Đúng là rồi. Ok. Còn những cái người mà khi thức họ cũng đã hẹp rồi, đúng rồi, thì chắc chắn họ sẽ ngáy. Đúng rồi. Ngáy có phải là một bệnh lý không hả bác? Ngáy nếu mà gọi là ngáy đơn thuần á, thì vấn đề đó người ta chưa gọi là vấn đề y khoa cần phải chữa trị. Bởi vì nó có thể làm phiền mấy người khác thôi, chứ bản thân họ thì không biết không sao. Nhưng mà ngáy tới mức mà ngưng thở thì nó gây ra một cái tình trạng gọi là thiếu oxy ở trong cơ thể mình. Và cơ thể mình cứ đêm nào cũng bị thiếu oxy, nó sẽ gây ra nhiều biến chứng. Ví dụ như là có thể làm tăng đường huyết, gây ra bệnh tiểu đường, tăng huyết áp, rồi gây ra rồi một số cái bệnh ví dụ như là mau quên, Alzheimer, rồi có thể là bệnh tim mạch, có thể đột quỵ, và có số trường hợp đột tử luôn.
có tức nghĩa... là ngưng lâu quá thì ngưng luôn. Thường thường á bác, khi mà chúng ta ngủ thì chúng ta ngưng thở ta đâu hay được đúng không? Triệu chứng gì để biết được mình ngưng thở khi ngủ ạ? Nó có triệu chứng để bệnh nhân có thể biết. Triệu chứng thứ nhất là ban đêm họ đang ngủ tự nhiên thấy kẹt thở quá phải thức dậy, và có những người khi mà thức dậy họ không dám ngủ nữa bởi vì họ sợ quá, tại vì lúc nãy giống như là mình thức không kịp là mình đi luôn đó. Có bệnh nhân trải nghiệm cái triệu chứng như vậy. Và cái triệu chứng ban ngày quan trọng số 2 đó là ban ngày khi mà thức dậy á thì có người sẽ thấy là nó khô miệng, có người sẽ thấy là nhức đầu, và đặc biệt là hay buồn ngủ hơn cái mức bình thường ban ngày. Có nghĩa là người đi học buồn ngủ, đi họp buồn ngủ, đụng đâu ngủ đó. Và cái cơ thể họ lúc nào cũng uể oải mệt mỏi, mặc dù trước đó cái thời gian ngủ của họ là đủ, nhưng mà chất lượng thì nó không được tốt, bởi vì nó cái não của mình nó cứ chập chờn để điều khiển cái phổi. Thì cái cảm giác ban ngày mệt mỏi, buồn ngủ, khó tập trung, khó làm việc, em bé nó học hành nó không có tập trung được, nó không có học, nó không ghi nhớ gì được. Đó là những cái hậu quả ban ngày của cái chứng này. Trời, em nghe bác nói mà nãy em phải cả, em tự nhiên vô thức em thở hoài, hít hoài luôn, em sợ. Em sợ bị thiếu không khí. Vô thức có nghĩa sợ bác. Cái lý do gì mà người ta lại bị cái triệu chứng này ạ? Nó cũng có vài lý do khiến cho cái đường thở mình nó hẹp hơn cái người bình thường. Thứ nhất là mấy người mập quá, đặc biệt là mập cái cổ. Mỡ nó ép cho nhỏ. Mỡ nó không chỉ tràn ra bên ngoài mà nó ép vào cái đường thở bên trong. Nó làm cho cái đường thở mình đang ở mức này thì mập nó làm cho đường thở nó hẹp lại. Đó là do ai mập cũng gáy luôn. Cho nên những người mập là có nguy cơ rất là cao là bị cái chứng ngừng thở khi ngủ này, đặc biệt là mập cái cổ. Mập bụng thì có, mà cái cổ không mập thì cũng chưa chắc, nhưng mà mập cái cổ thì đa phần là làm hẹp đường thở bên trong. Dạ rồi. Thứ hai là một số người gọi là có cấu trúc bất thường ở vùng sọ mặt, ví dụ như cái cằm lẹm. Một số người cái cằm nó bị thụt ra phía sau, tức nghĩa là xương hàm dưới nó phát triển không tốt. Dạ đúng rồi. Và khi đó thì cái lưỡi lúc nào nó cũng bị thụt ra phía sau hết, và đặc biệt khi nằm ngửa để ngủ thì cái lưỡi nó rớt ra phía sau, nó đè luôn cái đường thở. Và bệnh nhân đó không có mập lắm nhưng mà vẫn bị ngừng thở khi ngủ. Và người ta thấy cái người Á Đông của mình, người Việt Nam, chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân, phụ nữ cũng có, ốm thôi nhưng mà vẫn bị ngừng thở khi ngủ mức độ nặng do cái hiện tượng cái cằm nó lẹm. Thì đó là cũng là một dấu hiệu. Cái đó là bẩm sinh đúng không ạ? Là bẩm sinh, đẻ ra. Hoặc là một số người vì lý do là không được điều trị tốt một số bệnh ở thời niên thiếu hoặc là thời rất là còn nhỏ. Ví dụ như một đứa bé đi, nó bị viêm mũi dị ứng. Nếu mà chữa cái viêm mũi dị ứng không tốt, cái mũi nó cứ ngạt hoài, thì em bé khi mà ngủ nó sẽ hả miệng ra nó thở. Yeah. Và khi hả miệng thở như vậy á, thì cái hàm dưới nó là kém phát triển. Về lâu về dài nó kém phát triển. Và trong tương lai thì những đứa đó thì dễ bị chứng ngáy và ngưng thở khi ngủ. Em biết có rất là nhiều người ngoài kia họ chỉ thở bằng miệng là nhiều hơn là bằng mũi á. Thật ra những người dùng miệng để thở là thường họ có vấn đề về mũi. Bị viêm mũi, bị vẹo vách ngăn ở mức độ mà tương đối nặng nhưng mà họ không có chữa. Họ nói là bệnh này không có gì nguy hiểm hết. Dạ đúng rồi. Và họ bù trừ bằng cách là hạ miệng ra thở. Dạ đúng rồi. Và cái mũi của mình nó có chức năng là lọc khí, gọi là làm sạch khí. Rồi nó làm ấm và làm ẩm nữa. Ấm là có hơi nước vào. Ấm là làm tăng cái nhiệt độ lên. Cho nên khi không khí mà đi vào mũi rồi xuống tới phổi á, thì nó tốt hơn là không khí đi vào cái miệng mình xuống tới phổi. Tại miệng mình nó không có chức năng đó, không có chức năng lọc khí, không có chức năng làm ẩm không khí, không có chức năng làm ấm không khí. Cho nên những người hít thở bằng miệng dễ bị bệnh hô hấp. Có nghĩa là những cái bạn nào mà ít sử dụng mũi vì mũi đang bệnh hay là khó có dùng miệng thì sẽ rất là dễ bị phổi hơn nè, dễ viêm họng hơn nè, mà còn dễ bị ngưng thở khi ngủ nữa nè. Đúng rồi. Rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Và những bạn mà những em bé còn quá nhỏ, nó hình thành một cái thói quen rồi sau này nó rất là khó để thay đổi. Dạ đúng rồi. Vậy đó là đối với em bé, còn đối với người lớn á, cái độ tuổi nào bắt đầu có triệu chứng nhiều hơn là cái chuyện mà ngừng thở khi ngủ ạ? Thống kê cho thấy rằng những người nam giới thì bị nhiều hơn, và 50 tuổi trở lên thì bị nhiều nhất. Tại sao nam giới lại bị nhiều hơn phụ nữ vậy ạ? Do cái cấu trúc của cái đường thở nam giới nó có hơi đặc biệt hơn nữ giới. Cho nên cái vấn đề ngáy mình thấy, mình quan sát trong nhà bạn bè của mình cũng vậy. Nam giới thì ngáy nhiều hơn. Và đặc biệt nam giới mà uống rượu bia vào nữa thì cái đường thở nó càng hẹp hơn nữa. Có nghĩa là cái cơ nó sẽ nhão hơn. Nó làm cho đường thở mình nó xẹp hơn khi mình ngủ. Thì ngáy rất là nhiều. Tuy nhiên với cái xã hội hiện đại, chúng ta ít có vận động, chúng ta ăn uống nhiều quá thì cái tỷ lệ béo phì càng ngày càng gia tăng. Thì tụi tôi gặp rất là nhiều trường hợp bệnh nhân còn rất là trẻ nhưng mà do mập quá thì cũng bị cái chứng ngưng thở khi ngủ này. Có nghĩa là ngưng thở ở đây không phải là do phổi mình nó ngưng mà là do cái chỗ này nó đóng lại. Đúng rồi. Nó bị đóng lại chứ không phải là do cơ thể mình nó ngưng thở mà nó đóng ở đây lại nó không thở được nữa.
Ngưng thở thật ra người ta nói chuyên sâu á, có hai kiểu ngưng thở. Dạ. Ngưng thở do tắc nghẽn và ngưng thở trung ương. Ngưng thở do tắc nghẽn là cái ống thở chỗ này nè, nó bị hẹp. Dạ. Và đặc biệt là nó hẹp khi ngủ thôi, còn ban ngày thì nó vẫn mở ra được. Và trường hợp thứ hai là ngưng thở trung ương là do bất thường trên cái trung tâm hô hấp ở trên não. Ví dụ một số người bệnh tiểu đường chữa không tốt, bị biến chứng, một số bệnh lý thần kinh, tim mạch, rồi giai đoạn cuối, suy thận cũng có thể làm tổn thương cái trung tâm hô hấp ở trên não, và khi đó nó không có điều khiển cái phổi mình. Cho nên cái phổi nó không thở là do cái não. Còn bây giờ những trường hợp mà ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn là cái não hoạt động rất là tốt, cái phổi hoạt động rất là tốt, chỉ có khúc giữa này nó bị hẹp, cho nên là nó gây ra tiếng ngáy và có hiện tượng ngưng thở. Những phương pháp điều trị của cái việc này là mình sẽ điều trị như thế nào? Mình nông cái chỗ này ra hả bác? Đúng rồi, làm sao mình phải làm thông thoáng cái đường này. Thông thoáng bằng cách nào? Người nào mập quá thì phải giảm cân. Giảm cân để trở lại cái mức thông thoáng trước đó của họ. Những người mà bị amidan lớn quá thì phải gặp bác sĩ tai mũi họng để cắt hai cục amidan. Cho nó đừng có ép vô cái đường. Đừng đường ép vô, bởi vì nhất là em bé khi mà amidan lớn, khi nằm ngủ hai cục amidan nó khép lại. Nó làm cho đường thở nó nghẹt luôn. Thì chỉ cần giải quyết hai cục amidan đó là xong, là đường thở trở về bình thường. Một số trường hợp cái lưỡi gà nó lớn quá hoặc nó thòng xuống quá thì bác sĩ tai mũi họng cũng cắt cái lưỡi gà đó đi. Cái lưỡi gà nó không liên quan tới cái nói của mình đâu. Em tưởng không có đó, nói không được. Không phải, nói là liên quan tới cái dây thanh. Cắt lưỡi gà để làm cho cái chỗ đường dẫn khí của mình nó thoáng hơn. Rồi bác sĩ răng hàm mặt á, có một cái dụng cụ để mà tối mình ngủ mình đặt cái dụng cụ đó vào trong cái miệng của mình để làm cho cái lưỡi của mình nó không có tuột ra phía sau, để cho phía sau nó hở không khí đi vào đi ra nó tiện lợi, nó gọi là dụng cụ đặt hàm. Rồi bác sĩ hô hấp á thì sẽ có một cái máy trợ thở, tối ngủ mình gắn cái máy nó vào là để chi, cái máy đó nó sẽ đẩy không khí đi vào trong phổi mình. Nếu mà thấy nó nghẹt nhiều quá thì nó đẩy mạnh lên, nó nghẹt ít ít thì nó đẩy nhẹ nhẹ. Và hiện nay trên thế giới thì cái số lượng bệnh nhân sử dụng cái máy trợ thở ban đêm để điều trị cái chứng ngáy và ngưng thở khi ngủ nó rất là nhiều. Em tưởng là sử dụng cái máy phải nặng lắm rồi mà nó bây giờ nó lại rất là phổ biến như thế luôn, nó không phải là nặng mà nó phổ biến đeo cả máy thôi mà. Đúng rồi, nhưng mà nó cũng phải tới một mức nào đó. Nếu mà ngưng thở mức độ trung bình trở lên, trung bình tới nặng á thì mới dùng cái máy, còn nhẹ thì đôi khi dùng những biện pháp khác. Một số trường hợp rất nhẹ, chúng tôi chỉ điều trị cái bệnh đi kèm để gây ra cái chứng ngưng thở này. Ví dụ như là viêm mũi dưỡng, cái mũi đang nghẹt quá, bây giờ mình làm sao thông thoáng cái mũi. Đúng rồi. Thì cái mức độ nhẹ đó sẽ trở về bình thường. Hoặc là số người bị trào ngược dạ dày thực quản. Cái axit ở dưới bao tử mình nó bị trào lên cái vùng hầu họng. Nó làm cho cái vùng hầu họng lúc nào nó cũng viêm và nó làm hẹp. Bây giờ mình trị cho tốt, bớt hẹp lại, nó sẽ giảm đi cái ngưng thở khi ngủ. Hoặc là một số người khi mà đo cái giấc ngủ á, cái này chẩn đoán chính xác là phải đo giấc ngủ. Thì khi chúng ta đo giấc ngủ, chúng ta thấy là nằm ngửa thì ngưng thở rất là nhiều, mình nằm nghiêng hết ngưng thở. Thì điều trị chỉ bằng cách là cho bệnh nhân nằm nghiêng. Nằm nghiêng làm sao? Có thể may cái một cái chiếc banh, một cái độn gì trong cái áo ngủ của mình phía sau á để mà nằm ngửa ra nó cắn. Chúng tôi hay khuyên bệnh nhân may cái túi ở phía sau, bỏ trái banh tennis vào. Cái phương pháp này thì có vẻ hợp lý. Thì để cho nằm nghiêng, tại vì có những người mà lúc mà họ thức, họ nằm nghiêng được tới nửa đêm, họ ngủ, họ nằm ngửa. Bây giờ có cái vật nó cắn ở phía sau, họ nằm ngửa không được. Thì đó cũng là phương pháp điều trị trong trường hợp nhẹ thôi. Còn mức độ trung bình trở lên hoặc là ban ngày buồn ngủ, ban ngày mệt mỏi, không làm việc được thì phải dùng tới cái biện pháp mạnh tay hơn như là cái máy trợ thở. Cái phương pháp chẩn đoán cái bệnh này là mình sẽ phải đo giấc ngủ, là bệnh nhân phải đi bệnh viện ngủ một đêm ở bệnh viện Lâu nay á thì phương pháp chuẩn là như vậy. Chuẩn đoán tiêu chuẩn là chúng ta phải vào bệnh viện, chúng ta ngủ lại một đêm rồi đo. Nhưng mà dạo gần đây á, cái công nghệ khoa học tiến bộ rất là nhiều, bây giờ có những cái máy móc có thể đo tại nhà. Đi tới nhà đo với mức độ chính xác nó gần giống như trong bệnh viện. Rồi hiện nay những cái thiết bị gọi là đeo, có thể đeo giống như đồng hồ. Vừa rồi cái đồng hồ của Galaxy cũng được FDA, là một cơ quan gọi là quản lý về thuốc và thực phẩm của Hoa Kỳ á, họ công nhận là cái đồng hồ đó có thể phát hiện ra những người ngáy và ngưng thở khi ngủ mức độ trung bình. Họ sẽ báo là đêm hôm qua bạn đã ngưng thở bao nhiêu lần Đó, mình đeo đồng hồ để mình biết.
Hoặc là hiện nay trên thế giới cũng đang có nhiều cái nghiên cứu, nhiều cái thiết bị rất là đơn giản, có thể dán lên lỗ mũi để đo mình có ngưng thở hay không. Có thể dán ở trên ngực để coi về vấn đề tim mạch của mình để suy đoán ra mình có bị ngưng thở hay không. Có thể mình đeo giống như một cái cọng dây nịt và những cái camera thông minh nữa, nằm trên cái giường đó thì gắn cái camera. Cái camera nó dùng cái trí thông minh nhân tạo hỗ trợ có thể tiên đoán mình có bị ngưng thở khi ngủ hay không. Như vậy trong tương lai gần thôi, chúng ta sẽ có nhiều cái phương tiện công nghệ mà có thể ứng dụng tại Việt Nam để giai đoạn đầu là tầm soát. Còn muốn chẩn đoán chắc chắn thì dĩ nhiên phải gặp nhân viên y tế với một cái kinh nghiệm lâm sàng, có thể nhìn người bệnh thôi, khám cổ họng thôi cũng có thể đoán được chính xác phần nào đó là bệnh nhân bị cái chứng này rồi. Bây giờ có máy móc như thế nào chăng nữa thì thực sự cái cảm giác của người bệnh nhân gặp bác sĩ nó an tâm hơn hẳn ấy ạ. Bác sĩ sẽ tư vấn và giải thích cho mình hiểu là tại sao như thế, tại sao bạn lại bị là ngưng thở trong khi ngủ, và nếu bạn để ngưng như thế này hoài mà không chữa trị thì hậu quả trong tương lai nó sẽ là gì. Ví dụ như não mình mà nó thiếu oxy quá thì nó giống như mình buồn ngủ là phải do não thiếu oxy, đúng không bác? Đúng rồi. Cả ngày không thức tỉnh được là thiếu oxy trong não mà. Cái biến chứng á, hồi nãy mình nói cái biến chứng về lâu dài do tình trạng thiếu oxy hoài trong cơ thể ban đêm á, cứ ban đêm là oxy nó tụt xuống. Nó giống như chiếc xe mà mình chạy có xăng mình chạy được nhưng mà không có nhớt. Mình chạy giai đoạn đầu mình chạy ok nhưng mà cuối cùng cái máy nó hư hết. Thì cái ngưng thở khi ngủ này nó cũng vậy, nó thiếu oxy có thể là vài năm đầu tiên cũng chưa thấy gì hết, nhưng mà sau đó là nó sẽ gây ra tiểu đường, rồi tăng huyết áp, rồi suy tim, rồi đột quỵ, rồi mau quên vân vân như nãy tôi nói. Nhưng mà có một cái biến chứng trước mắt mà rất là nguy hiểm, đó là buồn ngủ ban ngày quá mức. Và đặc biệt những người nào làm tài xế nè, những người nào làm vận hành máy móc trong lao động đó, mà chúng ta ngủ gục cái là hậu quả rất là khó lường, đúng không ạ? Tai nạn giao thông, tai nạn lao động xảy ra. Cho nên ở một số nước, tài xế, làm tài xế đường dài đi là bắt buộc phải kiểm tra vấn đề giấc ngủ coi thử có bị cái chứng này hay không. Nếu mà có là phải điều trị, chứ còn không thôi là đang lái xe mà ngủ gục là nguy hiểm. Đang vận hành máy móc, ngủ gục đưa tay đưa chân vào, tai nạn xảy ra. Có những người họ ngủ gục là kiểu như họ đang tắt đèn luôn, tự nhiên đèn tắt cái là không biết gì nữa, đúng không ạ? Cái đó là giống như ngất xỉu hay là ngủ gục hả bác? Thì những người mà bị ngáy và ngưng thở khi ngủ này họ rất là dễ ngủ. Nhiều khi mới tắt đèn cái họ ngủ. Và có những người họ biết là họ ngáy, họ biết họ ngáy luôn, tức là chưa ngủ sâu đã nghe ngáy rồi, họ nghe được tiếng ngáy của họ. Còn một số người có chứng nặng hơn gọi là ngủ rũ. Ngủ rũ là một cái bệnh cũng hiếm gặp thôi, tức là họ không cưỡng lại được. Ví dụ như đang nói chuyện ngủ không lúc nào không biết, đang ăn ngủ luôn, thì đó là cái bệnh tương đối nặng, gọi là cái giấc ngủ nó ập tới một cái không cản lại được. Còn cái chứng mà ngưng thở khi ngủ này nó gây ra hiện tượng buồn ngủ hơn mức bình thường, không cưỡng lại được chứ không đến nỗi mà nó ập tới một cái ào. Em thấy là cái bệnh này là bệnh khá là phổ biến, vậy thì tỷ lệ phần trăm trong dân số Việt Nam là mình có bệnh bị bệnh này ạ? Trên thế giới thì cái nghiên cứu nó cũng dao động từ khoảng chừng 10 tới 40% người trưởng thành. Tại Việt Nam á, thì một cái nghiên cứu nhỏ của Hội Y học giấc ngủ là khoảng 8,5% người trưởng thành, cũng tương đối nhiều đó. Và ước tính khoảng đâu 4 triệu người Việt Nam mình sẽ mắc cái chứng ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ này. Cái này là nói về ngưng thở khi ngủ nha, chứ còn ngáy thì con số rất là nhiều, và ngáy đơn thuần thôi thì chưa phải là vấn đề y khoa, cho nên người ta cũng không có thống kê về vấn đề ngáy. Người ta chỉ thống kê là ngáy và kèm theo ngưng thở khi ngủ. Hồi nãy bác có nói là người lớn thì mình còn biết được là mình mệt mỏi hay sao, mình thiếu ngủ, mình biết được. Còn trẻ con có nhiều bạn bị ngưng thở khi ngủ thì mình làm sao để có thể theo dõi được con nhà mình nó bị hay không ạ? Trẻ con nó có một câu chuyện mà trước đây á, khi mà chưa giới y khoa chưa biết nhiều về cái chứng bệnh này, thì nhiều em bé khiến bị ngưng thở khi ngủ thì ban ngày á, nó lên trường nó buồn ngủ. Hoặc là một số đứa nó gọi là tăng động và giảm chú ý, nó không tập trung được, đầu óc nó giống như là mơ mơ màng màng, cứ lần lần gì đó. Cho nên học đâu quên đó. Và một số đứa thì nó cứ kích động, nó không có ngồi yên được, và bị chẩn đoán nhầm là tăng động giảm chú ý. Nhưng mà nếu mà sau đó thì các bác sĩ cũng biết được là cái chứng ngưng thở khi ngủ này nó có thể gây ra những hiện tượng như vậy, thì khám cái miệng, khám cổ họng, thấy amidan to nghi ngờ, hoặc là hỏi người nhà coi thử em bé có ngáy quá không. Nếu em bé nào mà ngáy to quá, nó đang bị tăng động giảm chú ý, thì coi chừng là cái chứng ngủ ngáy và ngưng thở khi ngủ này nó gây ra, chứ chưa chắc là em bé nó bệnh tăng động giảm chú ý. Thường trẻ con sẽ không ngáy đúng không bác? Thường thường thì nó không ngáy, nhưng mà hiện nay á, thì cũng rất là nhiều em bé vì cái việc mà thói quen uống nước đá rồi, thường xuyên uống nước lạnh quá thì amidan nó lớn,
lớn quá thì nó cũng gây ra ngáy. Ví dụ như 10 tuổi, 90 tuổi đi, mà tự nhiên cảm thấy con mình trước giờ không ngáy, bỗng như thời gian sau đầu ngáy to lên các kiểu là bắt buộc phải đi khám bệnh. Đúng rồi. Chắc chắn có gì đó xảy ra. Nên đi khám, bởi vì á, cái ngáy to đó thì nó có thể nó có ngưng thở. Mà ngưng thở đôi khi nhẹ nhẹ nó chưa phải là vấn đề lớn, nhưng mà nó gây ra thiếu oxy ngay từ sớm. Mà cơ thể của em bé nó cần phải đầy đủ oxy để phát triển. Mà ban đêm nó cứ tụt xuống hoài, đêm này qua đêm kia, thì nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển thể chất về sau. Thế cái người mà họ đang ngáy vậy họ ngừng, cái họ ngáy lại phải là họ ngưng thở, họ không ngáy nữa. Cái họ ngáy tiếp là những cái người mà họ mình nghe tiếng ngáy họ kiểu như ngáy xong rồi ngừng, rồi ngáy ngừng, nghĩa là họ đang bị ngưng thở đúng không bác? Câu hỏi của Như Thảo rất là hay đó. Tại vì hiện nay á, có nhiều người nói là bây giờ cái người ngáy thì nhiều. Vậy ai là người mà có thể bị ngưng thở khi ngủ? Đúng không? Chúng ta phải biết được cái dấu hiệu sao để chúng ta mới đi khám. Người chứ không phải là gì thế? Mình chứ nếu sao? Mà ai ngáy cũng đi khám hết thì nhiều quá. Đó. Thì có ba cái câu hỏi, nếu trả lời có là nguy cơ cao. Câu hỏi thứ nhất là có ngáy hay không, đặc biệt là người nào mà ngáy to mà ngáy phải ngủ riêng đó. Người ngủ chung ngủ không được, hoặc là ngáy ở phòng này mà phòng kia ngủ không được. Trời, đáng sợ. Ngáy to quá. Như vậy câu hỏi thứ nhất có là nguy cơ cao. Câu hỏi số 2 là có ngưng thở khi ngủ hay không. Câu này hơi khó đúng không? Nhưng mà có hai câu trả lời. Câu trả lời từ phía bệnh nhân, người ta nói đang ngủ nửa chừng thấy khó thở quá, phải thức dậy, đó là dấu hiệu trả lời cho câu hỏi số 2 này. Hoặc là người nhà nói, đặc biệt là mấy ông chồng, bà vợ nói chồng tôi đang ngáy rất là to, ngáy đều, tự nhiên thấy khật rồi ngưng, không ngáy nữa. Rồi có nhiều người phải tới để tay lên mũi coi thử còn thở hay không. Có người phải đứng tới nhìn coi thử còn thở hay không. Đó là câu trả lời có cho câu số 2 từ người nhà. Câu hỏi số 3 là gì? Ban ngày có buồn ngủ hơn mức bình thường hay không? Đụng đâu ngủ đó, ngủ gà ngủ gật, mặc dù ban đêm đã ngủ đủ tiếng đồng hồ rồi, 7-8 tiếng đồng hồ rồi, ban ngày cứ ngủ gà ngủ gật. Đó là trả lời có câu số 3. Vậy nếu mà người nào có ba cái đặc điểm đó thì nguy cơ cao bị ngưng thở khi ngủ và nên đi khám. Vậy thì có nghĩa là ngưng thở khi ngủ nên mình sẽ không phải chữa bệnh ngưng thở khi ngủ, mình phải chữa những cái lý do nguyên nhân gì dẫn tới ngưng thở khi ngủ. Đúng rồi. Kể cả người lớn lẫn trẻ con thì đều như nhau luôn. Đúng rồi. Dạ, sẽ là một là do amidan, hai là do lưỡi ngắn nó tụt vào, ba là do thở bằng miệng nó quen rồi không thở bằng mũi, là tất cả nguyên nhân dẫn tới việc này, chứ đặc biệt là nó không có cái thuốc riêng cho nó. Nó cũng có vài loại thuốc nhưng mà nó không có hiệu quả lắm. Chủ yếu là chúng ta phải làm sao can thiệp để chỗ này nó mở ra. Dạ. Vậy mổ xẻ hoặc là dùng máy đẩy không khí. Mà đẩy không khí nó đi qua cái khoảng hẹp. Cái trường hợp mà mổ, bác nói mổ xẻ đó là cái mổ nào là nhiều nhất cho cái bệnh này à? Cái ca mổ về cái vấn đề nào là nhiều thì nhất? Thì thường ví dụ như em bé đi, thì đa phần là amidan. Amidan lớn quá, cắt amidan. Lưỡi gà lớn quá, cắt lưỡi gà. Còn phẫu thuật thì ví dụ như cái phẫu thuật mạnh tay đi, những người bị cầm lẹm, người ta có phẫu thuật kéo cái cầm ra trước. Bên thẩm mỹ hay làm đó là phẫu thuật thẩm mỹ luôn. Đúng cũng rồi được. Để làm chữa cái gọi là cầm lẹm đó, động cầm ạ. Không phải động cầm mà kéo cái xương hàm ra trước, thì mình kéo ra trước thì cái lưỡi nó cũng chạy ra trước luôn. Cho nên nó hở phía sau, nhưng mà phương pháp đó tương đối gọi là hơi phẫu thuật hơi lớn và cũng tương đối tốn kém, cho nên đó là không phải là phương pháp điều trị cái chính. Nó có hiện nguy nay. Hiểm không bác? Dĩ nhiên phẫu thuật nó cũng có một số rủi ro, bởi vì chúng ta phải cắt cái xương hàm dưới để chúng ta đẩy ra trước, là một cái cục phẫu thuật lớn và nguy hiểm tại vì gây mê mà đúng không ạ? Rồi hiện nay trên thế giới nó cũng có một phương pháp khác nữa, là người ta gắn một cái máy mà gắn vô trong người mình luôn á. Gắn ở đâu ạ? Gắn ở trong ngực, chôn ở dưới da đó, và có cọng dây điện nối lên cái dây thần kinh ở gọi là dây thần kinh thiệt hầu. Tối mình ngủ mình bật máy thì điện nó kích thích, nó làm cho cái lưỡi mình nó co ra phía trước để nó hở phía sau. Thì đây ở nước mình thì cũng có một ca, nó giống như là người ta đặt cái máy tạo nhịp, một số người bị bệnh tim đặt cái máy tạo nhịp vào để cho nó tạo ra nhịp tim. Dạ, như máy tạo nhịp không có nút bấm, kiểu như là muốn xài bấm nút, không xài bấm nút. Còn cái này thì mình phải điều khiển nó, ban đêm mình mới cần thôi, ban ngày không có ngưng thở, và khoảng 10 năm thì phải thay pin mỗi lần. Mỗi lần còn thay pin nữa. Đúng rồi. Rồi là đưa viewer chứ chắc người mình nó accept, nó chấp nhận rồi, nó lỡ nó đào thải rồi sao, nó sưng tấy hay nó viêm lên thì làm sao? Thì cũng có một số cái biến chứng như vậy. Dạ. Có cái người nào đó mà khi mà họ bị ngưng thở khi ngủ xong họ tỉnh lại rồi mà họ vẫn không thở được không bác? Họ vẫn phải thêm một vài giây, mấy chục giây để thở không bác? Não mình có thể nó thiếu oxy lâu quá, nó trở lại hoạt động bình thường, nó chậm đi một nhịp. Và chính vì lý do đó cho nên chúng tôi nói là có nhiều người bệnh á,
họ thức dậy rồi họ không dám ngủ lại, không thở được, họ sợ quá. Dạ. Họ sợ là nếu mà ngủ lại nó bị trở lại giống như vậy là họ có thể đi luôn. Dạ. Đó. Cảm giác sợ hãi đó có nhiều người có. Vậy thì cái cách nào để giúp là khi mà mình tỉnh dậy rồi mình vẫn không thở được thì cái cách nhanh nhất để giúp cho mình thở được là gì ạ? Thì thật ra lúc đó phải thật sự bình tĩnh. Mình bình tĩnh để mình tập hít sâu vào. Đường thở nó cũng tạm thời nó nghẹt thôi chứ không phải là nó nghẹt luôn. Cho nên người nào càng hút khoảng chừng nào thì đôi khi cái cơ chế phản xạ thần kinh nó làm cho đường thở mình nó siết lại. Dạ. Cho nên phải thật bình tĩnh để tập hít vào sâu rồi thở ra, hít sâu thở ra vài nhịp. Từ từ nó sẽ qua. Giống như là tự trấn an mình. Dạ. Còn người nào lo sợ hốt hoảng quá thì nội cái chuyện đó nó làm siết đường thở ở trên mà đôi khi nó làm cái khó thở phía dưới luôn. Cái rất là hay là từ xưa đến giờ chúng ta mà khi nghe ai đó ngủ ngáy mình làm gì nè, ngủ say quá mới ngáy, ngủ chắc sâu gì lắm, chắc là ngủ chất lượng cao lắm thì mới ngáy cỡ đó. Không biết gì mà mới ngáy cỡ đó nhưng mà thật sự thì ngáy lại là càng không chất lượng cao. Đúng cái rồi. Người mà ngủ ngáy thì lại không sâu, không đủ oxy, sáng hôm sau dậy rất là mệt mỏi. Dạ, nhưng mà nhân gian chúng ta cứ nghĩ là người ngáy rất là sâu, rất là khỏe đó. Cho nên chúng tôi cũng mong muốn được truyền thông là như vậy. Cứ người nào mà ngáy to, đừng có nghĩ rằng mình ngủ say hay là mình thấy ai ngáy to mình nói người đó vô lo. Dạ đúng rồi. Cuộc sống thoải mái mới ngáy ngủ say như vậy. Dạ. Thực ra tiềm ẩn bên trong là cái chứng ngưng thở khi ngủ. Và nhiều người bị ngưng thở khi ngủ có thể đột tử đó. Thì nếu mà chúng ta ngưng lâu quá không, thì không, có thể không thức kịp. Không thức kịp. Dạ. Vậy bác Vinh ơi, bác Vinh có lời khuyên nào đến cho mọi người là khi mà bị ngưng thở khi ngủ thì mọi người nên tập tành cái gì đó hay là phải luyện cái gì đấy cho nó giảm bớt cái triệu chứng đó không ạ? Cơ bản chung là lối sống lành mạnh. Thuốc lá cũng làm tăng cái nguy cơ này. Dạ. Không hút thuốc lá. Dinh dưỡng, đừng để béo phì. Béo phì mà một cổ vặt quá thì chắc chắn nó cũng hẹp bên trong. Đó. Rồi á, điều trị những cái bệnh gọi là ảnh hưởng tới đường hô hấp. Đối với những người mà lỡ đã bị rồi, mà mức độ nhẹ thôi, chúng tôi cũng có những cái bài tập ở trên kênh YouTube của UMC, Bệnh viện Đại học Y Dược, có cái 4 cái bài tập để chúng ta tập để cho săn chắc cái vùng này. Bài tập về lưỡi, về họng, về cầm để làm săn chắc cái cơ vùng này. Yeah. Để cho cái người nào ngái thì có thể giảm ngái. Những người nào ngưng thở mức độ nhẹ thì có thể hết. Yeah. Dĩ nhiên nặng quá thì rất là khó. Nhưng mà chỉ mong mà quý anh chị có tập cái bài đó thì cũng phải nhớ một điều. Tập cái gì cũng phải có thời gian. Có những người mới tập 1-2 tuần đó, ủa sao không có hiệu quả. Cái này phải tập tương đối lâu dài. Giống như chúng ta tập cũng có cơ bắp thì phải có cái thời gian. Là vật lý trị liệu thì phải từ đúng từ rồi, đúng không ạ? Đúng rồi, phải từ từ. Cảm ơn bác Vinh rất là nhiều. Hôm nay có một cái bí quyết tuyệt vời, đó chính là ở trên kênh YouTube của UMC Đại học Y Dược có rất là nhiều cái clip hướng dẫn mọi người làm sao để ngăn ngừa cái việc mà ngủ, ngưng thở và tập thở như thế nào. Khi mình thức dậy rồi phải tập thở như thế nào, bình tĩnh nè, rồi thở chậm nè, để từ từ cho cơ thể mình nó quen trở lại vì nó đã ngưng được một lúc rồi, đúng không ạ? Cái chủ đề ngày hôm nay rất là hay, tại vì bác biết không, cái nỗi ám về cái việc mà mình đang ngủ mình thở không được, cái mình ra đi đó, nó rất thật sự rất là lớn trong tất cả chúng ta. Và cái nỗi ám ảnh cái tiếng ngáy nó cũng lớn nữa bác ạ. Thì chương trình Y tế Đột Phá ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị khán giả theo dõi chương trình rất là nhiều. Y tế Đột Phá sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và kênh YouTube UNC của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Xin chào, tạm biệt ạ.